À, có một câu hỏi nữa mà Trí cũng muốn đặt cho chị Sally Lâm, đó là chị có thể giúp phân biệt giữa cái việc gọi là xin visa với lại xin một cái study permit của một cái trường bên kia như vậy, thường cái thủ tục, cái quy trình của nó là thường cái nào mình phải làm trước, cái nào mình phải làm sau ạ? Sau khi các bạn có được thư nhập học của trường mà hồ sơ của bạn hồi đủ các yêu cầu như là về học tập, tài chính, thì lúc này lãnh sự độ chính xác và trung thực thì lãnh sự sẽ xem xét và cấp visa cho bạn. Đồng thời đây cũng là một cái tài liệu để là bạn có cái study permit. Và nhiều bạn thì còn chưa phân biệt được là visa và study permit, thì mình cũng chia sẻ với các bạn đó là visa đó là một cái giấy thông hành cho phép người được cấp là được quyền vào Canada trong cái thời gian hợp lệ đó. Ví dụ như visa của bạn là có thời hạn là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 6, thì trong cái khoảng thời gian này thì bạn có thể là vào Canada bất kỳ lúc nào cũng được. Và thời hạn đi trên visa không phải là cái thời gian mà bạn được phép ở lại Canada. Và cái lãnh sự quán Canada tại Việt Nam thì sẽ cấp cái visa này cho bạn. Cái thời hạn đi trên visa thì tùy vào chương trình học của bạn, có thể là từ 1 đến 4 năm. Và trong khoảng thời gian này thì bạn có thể ra vào một hoặc là nhiều lần. Điều kiện để bạn có visa đó là hồ sơ của bạn phải hội đủ các yêu cầu về học tập và tài chính, thì lãnh sự xem xét và cấp visa cho bạn. Còn study permit nghĩa là đây là cái giấy phép cho phép người được cấp là ở lại Canada để với một cái mục đích rõ ràng, như là để ở lại học tập hoặc là làm việc. Cái này thì do cơ quan hải quan của Canada cấp cho bạn. Thời hạn cấp cái study permit này thì là căn cứ vào cái giấy phép nhập học của trường. Và điều kiện để bạn được cấp cái study permit này đó là khi bạn tới sân bay Canada thì các bạn tới văn phòng của hải quan và trình các giấy tờ như là visa, thư nhập học của trường, các giấy tờ tùy thân, học bạ, bản điểm và thư của lãnh sự quán Canada. Các bạn có thể trả lời thêm một số các câu hỏi liên quan nữa. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.